Suốt 15 năm qua, người dân hai phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang của quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng phải sống chung với ô nhiễm môi trường ở âu thuyền và cảng cá Thọ Quang. Âu thuyền này là cảng cá lớn nhất miền Trung. Những hôm nắng nóng, với đặc điểm khu vực này là một vùng nước kín gió, dòng chảy yếu nên mùi hôi thối của rác thải, tanh nồng của hải sản gây ô nhiễm cứ lanh quanh tại chỗ. Ông Mại, một cư dân Thọ Quang nói. Còn bây giờ về cái mà những cái đồ bẩn này, những là vậy bôi vỡ dầu này, rồi tắt cái mà tà bàn người ta vô đó, người ta đánh cá vô đó, là người ta thả xuống chào rồi rót rồi rử rồi đủ thứ hết trơn, nói chung đủ thứ hết trơn. Các nguồn nước từ tàu cá được thải trực tiếp ra môi trường và nước thải từ các xe chở thủy sản rơi vãi trong các tuyến đường nội bộ càng khiến tình trạng ô nhiễm vượt tầm kiểm soát. Như lời ông Mại, người dân sống gần khu đường cống xả nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản trong khu vực thì vấn nạn ô nhiễm cả rác cho đến mùi hôi càng đậm đặc hơn rất nhiều. Thì người ta cũng thải chủ ý nhưng mình đâu có biết được qua mấy cái mà đường cống đi ra đó, nếu đi tới mấy đường cống là chịu không nổi. Bản chất âu thuyền là một cái ao tù, chỉ có một đường thông ra duy nhất tại Vịnh Mân Quang. Gần 10 năm về trước đã có ý kiến sẽ đào kênh dẫn nước từ sông Hàn phía bờ Nại Hiên Đông thông vào âu thuyền, tạo dòng chảy lưu thông, nhưng sau đó không thấy thực hiện. Bà em cho biết nguồn nước ở đây có nguy cơ gây bệnh, nhưng bà vẫn thường ra âu thuyền nhặt các loại rác thải bình nhựa để bán cho các tiệm ve chai, bà kể. Bỏ đồ nhớ thì gió không bao qua đây thì ở bên đó trâu qua. Mà gió thì ở bên đi đưa lửa thì không qua bên đó lửa. Thì môi trường họ đi theo đó, họ dọn hết. Đó thì họ mới vô họ núp thôi chứ họ ở đây chi đây. Họ ở đây chẳng phải là ngưng gió là họ chạy biển. Rồi họ về nhà hết, họ gỡ tàu hết, họ về nhà thôi. Chứ họ đâu có ở dưới này mà ảnh hưởng. Theo số liệu từ Ban Quản lý Âu Thuyền và Cảng cá Thọ Quang, mỗi ngày có khoảng 4.000 ngư dân miền Trung vào đây để giao dịch hải sản. Tàu thuyền từ Quảng Bình đến Bình Định vào đây bán cá và lấy dầu, nước ngọt, đá lạnh, lương thực để tiếp tục ra khơi. Và đến nay, người dân nơi đây vẫn chờ đợi câu trả lời rằng bao giờ họ mới thoát được vấn nạn ô nhiễm.